Rồi, ở đây các bác, ở đây em có được một cái con ben điện. Đây. Đó, nó sẽ chạy qua chạy lại như thế này nhá. Hết hành trình thì nó sẽ dừng. Đó. Nó cứ chạy qua chạy lại thôi. Thì từ hành trình từ kia tới từ kia, tức là cái hành trình mà nó chạy á thì nó sẽ được 34 cm. Con này thì cho các bác về chế cửa tự động này, điều khiển từ xa các bác nhé, hoặc là dùng các bác để ngang như thế này. Đấy, các bác để ngang như thế này để chạy qua chạy lại, chế được rất là nhiều thứ luôn. Đó, đây là cái ngoại hình cơ bản của nó đây các bác ơi, nó sẽ như thế này các bác nhá. Đó, sẽ sử dụng một con động cơ 24V 50W ăn dòng 2.1A. Đó, con này thì mới sản xuất năm 2022 thôi, tức là mới năm ngoái thôi các bác. Đó, đầu này thì có bát để gắn đế nha. Đây các bác gắn cố định xuống ở hai đầu luôn. Ở đây nó có một cái thanh trục ở đây, tức là các bác gắn ở đây nha. Nó giống như kiểu là cái ben của cái cần cầu á, nó đẩy qua đẩy lại. Và kích thước ở đây thì các bác để ý là mặt ngang ở đây sẽ là 3.5 này, 3.5 cm, và độ dày sẽ là 2.5 cm. Và các bác để ý cái mặt nhựa trên đây, mặt nhựa này thì các bác có thể khoan nhá, khoan lỗ để chế vào hoặc là cho vào cái khớp gì đó. Và kích thước của cái màu trắng này thì mặt ngang sẽ là 9.5 cm và độ dày sẽ là 4 cm các bác nhá, 4 cm. Ở đầu thì nó có một cái bát đế ở đây này. Đây, bát đế sẽ là kích thước, là kích thước chân ốc sẽ là 6.5 cm. Đây em đo luôn cho các bác cái đường kính của con motor này nhá, sẽ là 5.5 cm thôi. Đó. Và để chạy con này rất là đơn giản thôi các bác ơi. Để chạy con này cực kỳ là đơn giản nhá. Ở đây thì em có một cái mẫu này. Đây, để em hướng dẫn cho các bác luôn. Về các bác nếu mà dây mà chưa bị cắt ấy thì các bác đấu trực tiếp vào đây luôn nhá. Đấu trực tiếp nguồn điện 12V hoặc là 24V, tại vì em đang test trên nguồn 12V. Thì để xác định nguồn điện của nó cấp vào ấy, thì các bác xác định mặt phẳng này giúp em nhá. Đấy, đối diện phía dưới sẽ là một cực nhá. Con này sẽ là một cực này. Nó có lỗ á. Đấy. Và ngay bên phải nhá, ngay bên phải một chốt sẽ là cực còn lại nhá. Cái đó là dây cấp nguồn nhá, còn ba giác còn lại chắc là dây cảm biến thôi. Nói chung là về các bác nghiên cứu nhá. Và để chạy con này cực kỳ đơn giản thôi, các bác chỉ cần cấp nguồn của nó hoặc là các bác chơi một con công tắc 3 chân thì các bác có thể đảo chiều được. Con này thì đặc biệt là nó sẽ chạy hết hành trình, nó sẽ tự dừng nhá. Đây. Đó, hết hành trình rồi. Hết hành trình rồi giờ đổ vị chiều. Đảo chiều lại nhá. Đó. Các bác thấy không? Đảo chiều lại là nó tự chạy nhá. Con này thì các bác muốn cho nó chạy nhanh thì chậm ấy, thì các bác sử dụng một con điều tốc. Sử dụng nguồn 24V. Thì các bác tăng giảm thì nó sẽ chạy nhanh hoặc là chạy chậm của con này. Đấy, các bác nào mà trong ngành chụp hình hoặc là quay phim á, muốn quay slide chạy đi chạy tự động á, thì các bác để cái camera trên này nhá. Đấy. Thì các bác bấm nó sẽ quay nhanh quay chậm. Rất là êm luôn. Đó, nó cứ từ từ di chuyển như thế này. Đó, rất là đơn giản nha các bác nhá. Giá của con này thì giá chỉ có 170.000 một cái thôi. 170.000 một cái như thế này các bác nhá. Hết hành trình tự dừng và hành trình từ đây qua đến kia là 34. Hành trình 34.